Chào mừng mọi người đã đến với chuỗi bài giảng của thầy Lê Thanh Hà. Hôm nay mình sẽ nói về một kiểu data structure mới là data frame. Thì như video trước mình đã nói về vector thì và một cái dạng dữ liệu nâng cao hơn đó là data frame. Thì data frame là gì? Nó là một tập hợp gồm nhiều các vector kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo ra một data frame. Thì cấu trúc của nó thì nó cấu trúc như một cái dạng bảng, bao gồm cột là dòng. Thì các bạn mọi người có thể hiểu là data frame thì nó sẽ được bao gồm bởi nhiều vector, và các vector được xếp theo các cột như thế này. Tức là ví dụ như đây là một cái data frame thì nó sẽ được tạo bởi 5 vector, là thứ nhất là name này, vector thứ hai là team, ba là number, position và age. Đấy, thì tạo bởi 5 vector kết hợp lại và theo cái dạng cột như thế này thì tạo được một data frame. Thì cụ thể trong R thì mình để tạo ra một data frame thì mình sẽ sử dụng hàm là data.frame như thế này, và mình sẽ truyền vào các vector ở đây. Như ở đây giờ giả sử mình sẽ tạo ra một cái data frame gồm hai trường. Ở đây là hai cột, bao gồm thông tin về tên và tuổi của một người nào đấy. Như ở đây mình sẽ tạo, trước tiên thì mình sẽ cần tạo ra hai vector. Thứ nhất là tên ạ. Tên thì A và B. Tuổi sẽ là 18, 20. Mình sẽ tạo ra hai vector là age và name. Sau đấy thì mình sẽ truyền hai cái vector này vào trong data frame thế này. Thì mình sẽ chạy câu lệnh này. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái kiểu là dạng dòng hai và cột, gồm hai dòng và hai cột như thế này. Ở đây mình sẽ gắn nó vào nghĩa là dat. Ở đây mình sẽ gọi ra đấy. Thì đây là cách để mình tạo ra một cái data frame. Ngoài ra ấy, thì ta cũng có thể tạo data frame mà mình gắn nó với, tức là mình sẽ đổi cái tên của cái mọi người đấy. Mọi người có thể thấy ở đây là khi mà tạo data frame thì nó sẽ tạo ra hai cột là name và age như thế này, và hai cái tên của hai cột này nó sẽ tương ứng với hai cái tên của hai cái vector, của hai cái tên biến của hai cái vector mà mình vừa mới tạo. Nhưng trường hợp mà mình muốn đổi cái tên này nó khác so với cái tên của vector đấy thì mình sẽ sử dụng mình sẽ gán nó với hai cái tham số. Thứ nhất là giả sử mình tạo một data frame với hai cột mới là name 1 và age 1 từ hai cái biến là name và age, thì mình sẽ biết là name 1 bằng name và age. Như này thì nó sẽ tạo ra data frame với hai cái tên của hai cột, là mình sẽ được kiểu tùy chỉnh theo đúng cái tên đấy chứ không phải là bắt buộc phải theo cái tên biến mà mình vừa tạo cho cái vector trước. Như đây thì mình vẫn để là name và age cho gì cho nó dễ nhớ này. Và một cái cũng quan trọng nữa khi mà mọi người làm việc với data frame đó là tương tự như vector ấy, khi mà mọi người muốn truy xuất vào từng cái phần tử trong data frame ấy thì từng cái phần tử trong vector thì sẽ viết ở dạng là các mở ngoặc đóng ngoặc như này luôn, và mình truyền con số hoặc là truyền vào cái label mà mình đã gắn lúc trước vào đây. Nhưng mà đối với data frame ấy thì nó sẽ cũng là hình vuông như thế, cũng là ngoặc vuông như thế, nhưng mà nó sẽ có hai tham số, thứ nhất là vị trí của dòng và thứ hai là vị trí của cột. Thứ nhất là dòng và thứ hai là cột. Đầu tiên giả sử mình muốn lấy cái số 18 này thì mình sẽ truyền là 1,1 1,2, tức là ở dòng 1 và cột thứ hai thì nó sẽ ra 18. Và cái thứ hai là mình muốn lấy ở vị trí thứ 20 đi.
ở vị trí mình lấy số 20 ra thì mình sẽ viết là dash 2,2 như thế này. Ngoài ra ấy, mọi người cũng có thể lấy cả một dòng luôn thì nó sẽ tạo ra một vector, thì mọi người sẽ biết là giả sử mình lấy dòng 1 đi sẽ là 1 phẩy và để trống như thế này, thì khi mình gọi như thế thì nó sẽ ra một cái data frame có một dòng thôi. Hoặc là mình có thể biết mình muốn lấy cái code name thôi thì mình sẽ viết là dash phẩy một như thế này, thì nó sẽ ra A và B. Và cái dạng mọi người để ý nhá, ở trên ấy khi mà mọi người lấy dòng ấy thì nó sẽ ra là data frame, nhưng mà khi mà mọi người lấy code đấy thì nó sẽ ra dạng là dạng vector. Tiếp theo là một cách khác mà mọi người có thể lấy cái code để ra mà không cần phải dùng mặt vuông như thế này, đó là mọi người sẽ viết truyền vào cái chuỗi character đúng với cái tên đấy. Ví dụ như đây mình muốn lấy cột của name thì mình sẽ truyền là name và lấy ra nó sẽ ra kết quả tương tự như ở trên. Tại vì sao? Tại vì khi mà người tạo data frame ấy thì mặc định là nó sẽ gán cái label cho các cột, thì kiểm tra thì mình có thể dùng hàm name tương tự như bên vector đây đó, nó sẽ ra name và age, thì mọi người hoàn toàn có thể dùng cách này để mọi người lấy ra các cột. Ngoài ra có một cách khác nữa mà không cần phải dùng cái dấu ngoặc vuông này mà có thể lấy được các cột, đó là dùng cái dấu đô la đấy. Khi mà mình viết dấu đô la ấy, thì nó sẽ tự gợi ý cho mình là chọn cái cột nào, thì như đây mình lấy cột name đi, chạy nó vẫn ra kết quả tương tự đấy. Thì ở đây mình sẽ tóm tắt lại nhé, có 3 cách. Để lấy một cột trong data frame. Thứ nhất là mọi người truyền vào một số, hoặc là thứ hai mọi người truyền vào một cái chuỗi, một cái label. Cách thứ ba là mọi người dùng dấu đô la. Tiếp theo là ngoài ra mọi người muốn trường hợp mọi người muốn truy xuất đến nhiều dòng hoặc là nhiều cột, muốn lấy nhiều dòng nhiều cột trong một data frame ra ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể tương tự như vector thôi, mọi người hoàn toàn có thể truyền một cái vector vào đây để lấy. Như ở đây mình truyền nhiều một cái vector ở phía sau này thì mình sẽ lấy ra nhiều dòng hơi nhầm, nhầm. À, mình xin lỗi, mọi người sẽ lấy ra nhiều cột. Như ở đây là mình sẽ truyền là C1,2 thì mình sẽ lấy ra hai cột luôn đấy. Ở đây thì chỉ có hai cột thôi thì nó cũng sẽ ra tương tự như cái điểm ban đầu thôi, cái data frame ban đầu. Hoặc là mọi người cũng có thể truyền vào đây để lấy ra nhiều dòng, hoặc là nâng cao hơn nữa thì mọi người cũng có thể truyền vào một cái điều kiện ở trong cái ngoặc này. Ví dụ như mà mình muốn lấy cái tuổi, ở đây thì mình nhầm, ở đây nên để là số thì đúng hơn chứ không nên để dạng character. Này, trường hợp mình muốn lấy muốn chọn những người nào mà nhỏ hơn 20 tuổi đi thì có phải là tab như thế này. Và đầu tiên thì mình cần phải điều kiện trước để mọi người xem. Đấy, như ở đây thì nó sẽ là một vector đúng không? Thì mình muốn lấy những người nào mà nhỏ hơn 20 tuổi thì phải là that age bé hơn 20, that đô la age bé hơn 20, thì kết quả sẽ ra là true or false. Thì ở đây là một cái vector ở dạng, còn các phần tử là ở dạng logical. Thì khi mà mọi người truyền vào cái data frame này, mọi người để ở trước như thế này thì nó sẽ lấy ra những cái dòng nào mà có cái tuổi nhỏ hơn 20 đấy. Và cũng tương tự thôi, mọi người hoàn toàn có thể truyền vào một cái vector sau đây ở dưới dạng điều kiện. Như một số trường hợp mà mình hay à, một số trường hợp mà nó muốn lấy
những cái cột nào ấy mà nó có một cái dấu nào đấy, có một cái ký tự nào đấy trong tên thôi. Ví dụ như là có nhiều cột nhưng mà những cái cột đấy nó có điểm chung là nó có đều có một cái ký tự nào đấy, thì mọi người hoàn toàn có thể cho cái điều kiện đấy vào sau đây để lấy ra những cái cột đấy. Đấy là một cách rất là hay đấy. Tiếp theo mình cũng muốn nói đó là những cái hàm cơ bản mà mình hay sử dụng với data frame. Thứ nhất là hàm view, là mình dùng rất nhiều luôn. Đó là hàm mà mình xem kết quả, mình sẽ xem cái, mọi người lưu ý là chữ V này là viết hoa nhé, là để xem cái dữ liệu data frame nó như thế nào. Đấy, đây khi mà mọi người gõ view và truyền vào data frame thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Hoặc là mọi người có thể ấn vào cái nút ở đây, ấn vào cái dòng này thì nó cũng sẽ ra cái hàm nó tương tự thôi. Một cái hàm nữa đó là hàm head, hàm tail. Thì ở đây ở dữ liệu của mình chỉ có hai dòng cho nên là nó sẽ không phản ánh đúng được. Thì mình sẽ sử dụng một cái data frame mà nó có sẵn ở trong R, mà người ta sẽ hay phân tích trên nó là data frame MTK. Đây là một cái biến nó có sẵn ở trong R thôi. Mọi người thấy nó không có ở đây tại vì nó được ẩn đi. Thì để gọi nó ra thì mọi người sẽ sử dụng hàm data, đúng không ạ? MTK gọi nó ra thì đây nó sẽ MTK promise, thì mọi người ấn vào đây thì nó sẽ nhảy ra vào đây. Đó, nó là một cái data frame gồm 32 OBS. OBS ở đây là observation, tức là số quan sát, hay cụ thể là số dòng, và 11 variables. Thì variables ở đây nó được hiểu là 11 biến hay là 11 cột ở trong cái data frame đấy. Thì mọi người sử dụng hàm view để xem cái đây, khi mà mọi người ấn vào thì nó sẽ hiện ra bên đây, nhưng mà ở đây thì sẽ hơi khó nhìn đấy. Thì mình hay sử dụng hàm view để nhìn ở đây nó rõ hơn này. Đấy, đó nó sẽ là 32 dòng. Thì mình sẽ sử dụng hàm head. Thì cái head và tails ở đây nó có cái công dụng là gì? Nó có công dụng là nó sẽ chỉ xem mặc định là 6 nhé. Thì head ở đây là nó chỉ xem 6 phần tử đầu tiên ở trong 6 quan sát đầu tiên ở trong data frame, hay là 6 dòng đầu tiên ở trong data frame. Và tails thì nó ngược lại là 6 dòng cuối cùng ở trong data frame đấy. Như ở đây mình sử dụng hàm head. Đấy, nó sẽ ra 6 dòng đầu tiên. Đó là tail. Thì 6 dòng cuối cùng. Tại vì sao mình sử dụng hàm này? Thì vì những cái trường hợp mà nó những cái data frame nó quá dài, nó có thể tới hàng nghìn dòng, hàng nghìn, hàng chục nghìn quan sát, thì lúc đấy mình không thể nào mà gọi ra cái dùng cái hàm view này để gọi ra được. Tại vì nó sẽ rất là lag, nó sẽ rất là tốn máy nó phải hoạt động nhiều hơn. Thì thay vì đó mình chỉ muốn xem qua cái dạng dữ liệu như thế nào thì người ta có thể sử dụng hàm head hoặc tail, thì nó sẽ hiệu quả hơn thay vì gọi nguyên cái data frame ra như thế. Trong đây thì nó cũng có một cái tham số là n bằng một con số nào đấy. Thì, đó là khi mà mọi người không muốn, giả sử mọi người muốn xem nhiều hơn đi, thì mình có thể set cái option cho nó là như 20, thì n bằng 20 thì nó sẽ xuất ra 20 dòng. Một cái hàm nữa mà cũng hay dùng với data frame đó là hàm summary. Như ở đây mình sẽ sử dụng với biến MTK. Đấy thì nó sẽ ra kết quả như thế này. Đây là một cái hàm nó chạy thống kê mô tả, tính toán những con số thống kê mô tả của những cái biến có trong cái data frame đấy. Thì đối với các biến là cái biến số lượng, thì nó sẽ tính toán những con số như là min max này, hay là trung bình, trung vị. Đây là tứ phân vị, đây là các khoảng tứ phân vị, như đây là tứ phân vị thứ nhất và đây là tứ phân vị thứ ba. Đấy, còn đối với những cái biến ở dạng character, như ở đây là mình sẽ sử dụng cái data frame date lúc đầu của mình nhé. Đó thì như đây là
biến name ở đây là dạng character thì nó sẽ khác so với cái dạng numeric, là nó sẽ chỉ có là class và mode thôi, và length là độ dài hay là số quan sát trong cái biến đấy. Một cái nữa đó là một cái hàm str, thì nó là cái hàm mà nó sẽ xem cái cấu trúc của cái data frame đấy. Như đây là mình muốn xem cái cấu trúc của data frame mtk đi, thấy thì nó sẽ ra cái cột như thế này, bao gồm các biến này. Mọi người chú ý cái dấu đô la đây là cái cách mà mình khi mình gọi một cái cột ra, đúng không? Mình gọi ra một cái cột thì nó là dấu đô la và biến. Thì num ở đây tức là cái kiểu numeric của các dòng ở đây, và những cái ở số những con số ở đây đó là một vài giá trị đầu tiên của cái dòng đấy, của cái cột đấy. Như ở đây thì các biến ở đây đều là ở dạng numeric hết. Như mình sẽ chạy với cái data frame data nhé, thì nó sẽ có cái dạng là character này và numeric. Và mọi người cũng lưu ý ở đây ấy, khi mà mọi người sổ cái này xuống này, sổ cái này xuống thì thấy mình có thể thấy là ở đây và ở đây là nó như nhau luôn đó, vì nó cũng chỉ là nó chạy cái câu lệnh này vào cái cửa sổ này thôi, hai cái đấy là tương tự nhau. Một cái hàm nữa đó, mình cũng nói mọi người có thể tham khảo, đó là hàm edit. Đây mình edit, đây là cái hàm mà để mình chỉnh sửa những cái dữ liệu ở trong cái data frame đấy. Mình sẽ gọi edit data nhé. Mọi người đợi cho nó chạy ra cái phần mềm này. Đấy. Ở đây. Mọi người lưu ý là ở trên Mac ấy, thì mọi người cần phải cài cái phần mềm này. Mọi người cài cái này vào. Đấy, tải và cài vào, xong đấy thì restart lại máy thì mọi người mới có thể dùng được cái hàm edit này. Đó, thì khi mà mọi người gọi nó ra thì nó sẽ ra cái bảng edit như thế này, và mọi người có thể sửa được con số ở đây. Như đây mình sửa thành 19 đi. Đó thì nó sẽ ra cái data frame này. Nhưng mà lưu ý là trong cái data frame đá lúc đầu ấy, thì nó vẫn chưa được sửa, mà mọi người cần phải gán nó vào lại như thế này. Đây mình sẽ chạy lại nhé. Đấy, mình sửa thành 19 này. Quit. Đó, thì nó sẽ lưu vào trong cái biến đáp ban đầu. Khi mọi người gọi nó ra thì nó sẽ được sửa thành 19. Và đây là kết thúc cái video thứ nhất về data frame. Mình cũng sẽ gắn link cái phần bài tập trong video này vào dưới phần mô tả của video này, và mọi người nhớ làm bài tập nhé. Nếu có thắc mắc gì về phần bài tập hay cũng như là cái phần lý thuyết của trong video này ấy, thì mọi người nhớ đặt lưu ý đặt câu mọi người nhớ đặt câu hỏi vào phần comment của YouTube, để lúc đấy mình có thể giải đáp. Mình cảm ơn mọi người.